mọi người. Hiện nay trên thị trường Việt Nam có rất là nhiều app livestream. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về app Bolive. Đây là app mình cảm thấy có nhiều tính năng mới lạ, hấp dẫn. Nào mình cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên khi vào app sẽ là giao diện của hẹn hò. Nếu bạn thích người bạn này, bạn có thể kéo qua phải. Không thích thì có thể kéo bên trái. Tiếp theo là phần kết bạn. Có rất nhiều user hiện diện tại đây. Ở phần này bạn có thể xem thông tin của user. Trạng thái là nơi hiển thị các status của mọi người, tương tự như newsfeed trên Facebook và Zalo. Ở phần này bạn có thể like và comment với user và bạn bè của mình. Trò chuyện riêng tư, tại nơi này các bạn có thể gọi cho người mà mình thích và có thể kiếm thêm thu nhập thông qua tính năng này nữa nha. Phần này mình sẽ có một phần hướng dẫn riêng chuyên sâu hơn. Tiếp theo đến phần livestream. Khi bấm vào một livestream sẽ có rất nhiều gợi ý của các bạn idol xinh xắn đang biểu diễn. Phần khám phá, bạn có thể theo dõi bảng xếp hạng thành tích của các idol, thành tích theo ngày, tuần, tháng hoặc là tổng. Tương tự như vậy, phần xu là bảng xếp hạng độ chịu chơi của user. Fan là bảng xếp hạng idol sở hữu lượng fan đông nhất. Tin nhắn, đây là một tin nhắn lưu trữ tất cả cuộc trò chuyện của các bạn. Trang cá nhân, tại đây bạn có thể kiểm tra chi tiết mọi thông tin cá nhân của mình và có thể chỉnh sửa cài đặt. Và hãy nhớ đăng hình ảnh và status thường xuyên để user có thể tương tác với bạn nhiều hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của MF Influencer và nhớ theo dõi các video tiếp theo nhé. Liên hệ với MF Influencer theo thông tin sau đây.